Xin chào các bạn, hôm nay Vua Xe sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về mẫu xe 16 chỗ bán chạy hàng đầu hiện nay, đó chính là chiếc Ford Transit hoàn toàn mới. Hiện tại thị trường Việt Nam, Ford Transit hoàn toàn mới có tất cả là 3 phiên bản, có chính sách bán hàng và giá cả cụ thể như sau. Đầu tiên phải kể đến Ford Transit Mid, sử dụng động cơ 2.2 lít, máy dầu và trang bị option cơ bản như là la răng thép, kính rời, ghế nỉ, và hiện tại có giá bán cụ thể là 710 triệu. Bản thứ hai là chính là chiếc Ford Transit SPP, cũng sử dụng động cơ dầu 2.4 lít và có giá bán cụ thể là 715 triệu. Bản SPP so với bản Mid thì sẽ có bộ la răng đúc, bộ kính liền. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn, đó chính là chiếc Ford Transit Luxury. Đây là bản cao cấp nhất của chúng tôi và hiện tại cũng sử dụng động cơ dầu 2.4 lít, số sàn 6 cấp. Và hiện tại chiếc Ford Transit Luxury có giá bán cụ thể là 760 triệu. Về chính sách bán hàng, về giá cả thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tới hỗ trợ các bạn. Vâng, thưa bạn, các bạn có thể ấn ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị các bạn mới nhất, cập nhật giá cả tốt nhất. Các bạn có thể comment số điện thoại và email để chúng tôi báo giá cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Vâng, thưa bạn, hiện tại thì Ford Transit chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 80% giá trị xe. Các bạn mua xe thì chỉ cần với cái số tiền bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, còn số tiền còn lại thì chúng tôi sẽ tài trợ cho các bạn để các bạn vay vốn kinh doanh vận tải. Hiện tại Ford Transit thì có hai màu cơ bản, đó là màu bạc và màu vi vàng, hoặc là các bạn có thể gọi là phấn hồng. Nếu các bạn quan tâm đến các màu khác như là màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và màu xám thì các bạn có thể liên hệ cho phòng kinh doanh của chúng tôi để chúng tôi order màu phù hợp với màu của nhà xe của các bạn. Một lần nữa, Vua Xe xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.